Chào mọi người, tôi là bình luận viên Anh Quân. Rất vui khi chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong những thông tin nóng hổi nhất của chương trình Tâm điểm bóng đá hàng ngày. Ngày hôm nay tâm điểm chắc chắn sẽ xoay quanh trận bán kết lượt về đầu tiên của UEFA Champions League giữa hai câu lạc bộ là Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund. Và không làm mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa, hãy cùng tôi bắt đầu nội dung của chương trình ngày hôm nay cùng với những breaking news nóng hổi nhất nhé. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Luis Enrique thất vọng sau trận thua trước Dortmund. Thần gió mất tích Mbappe tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt. Thằng tiến Wormley McIlroy xúc động khi Dortmund chiến thắng. Fan Dortmund phấn khích MVP cả hai trận bán kết đều gọi tên Mats Hummels. Thận trọng nhưng tự tin, Ancelotti hướng đến trận bán kết Champions League sắp tới. Khao khát danh hiệu, chiếc chìa khóa mà Dani Carvajal sử dụng trong trận đấu với Hùm Xám sắp tới. Manuel Neuer lên tinh thần trước đại chiến trên đất Tây Ban Nha. Học trò báo tin vui, Thomas Tuchel tự tin hành quân đến xứ sở bỏ tót. Trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Paris Saint-Germain và Dortmund trên sân nhà Parc des Princes, các thủ Paris Saint-Germain đã có một trận đấu quả cảm với mong muốn lật ngược tình thế. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía Mbappe và các đồng đội. Bàn thắng duy nhất của Mats Hummels đã chấm dứt giấc mơ Champions League của Paris Saint-Germain. Sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique đã không giấu được sự thất vọng của mình. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã nói với truyền thông như sau: "Tôi cảm thấy rất thất vọng về kết quả này. Chúng tôi đã sút trúng cột dọc 6 lần, có 31 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn. Tôi không thể tin được điều này lại xảy ra với chúng tôi. Bàn thắng kỳ vọng của chúng tôi tối nay là 3, trong khi đó thông số này của Dortmund khoảng 0,7. Tuy nhiên họ lại ghi được một bàn, còn chúng tôi thì không." Bạn biết đấy, trong môn thể thao vua luôn có một quy luật nghiệt ngã, đó là khi bạn tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt sẽ nhận đòn hồi mã thường. Đây là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này. Tôi xin chúc mừng cho Dortmund đã vào chung kết. Trong đội hình của Paris Saint-Germain, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất không ai khác chính là thần gió Kylian Mbappe. Tuy nhiên một lần nữa anh đã khiến cho người hâm mộ của Paris phải thất vọng. Bàn luận về màn trình diễn chật vật của ngôi sao người Pháp trước Dortmund, Rio Ferdinand đã nói trên TNT Sport như sau: "Tôi nghĩ Mbappe thực sự đã im lặng trong hai lượt trận. Dortmund đã phong tỏa anh ấy rất tốt. Điều này thật bất thường đối với Mbappe. Chúng ta đã quen với việc anh ấy tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng nhất và trong những trận đấu lớn nhất. Trong suốt sự nghiệp của mình, tiền đạo người Pháp đã thăng tiến vượt bậc, nhưng hôm nay lại bị khuất phục trước hàng phòng ngự vững chắc của Dortmund. Anh ấy không quyết đoán trong những pha xử lý của mình. Nhưng bạn cần phải ghi nhận công lao to lớn của Dortmund vì họ đã không cho Mbappe có cơ hội để tỏa sáng. Dortmund hôm nay xứng đáng nhận những lời khen ngợi." Thủ môn người Ý Gianluigi Donnarumma được cho là đã rơi nước mắt sau khi Paris Saint-Germain bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số là 2-0. Các phóng viên trên sân của Sky Sport Italia và Gianluca Di Marzio đưa tin từ sân vận động xác nhận rằng Donnarumma đã rời sân với tâm trạng vô cùng xúc động và người đã khóc khi đi về phía phòng thay đồ sau khi tiếng gọi mãn cuộc vang lên. Mùa giải 2023-2024 là chiến dịch xa nhất mà Donnarumma tiến tới Champions League trong sự nghiệp khi anh hai lần bị loại ở vòng 16 đội với Paris Saint-Germain. Khi còn thi đấu cho Milan, anh cũng chỉ góp mặt ở Europa League. Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Dortmund là Edin Terzic đã có những chia sẻ đáng chú ý như sau: "Tôi rất vui mừng khi Dortmund đã tiến vào trận đấu cuối cùng. Niềm tin vào trận chung kết đã có trong các cầu thủ từ rất sớm và chúng tôi tự tin mình có thể làm được. Cầu thủ của tôi đã trưởng thành qua từng trận đấu. Tôi không quan tâm quá nhiều đến những nhận xét từ phía người hâm mộ. Đơn giản là tôi muốn cầu thủ nỗ lực hết mình. Trận đấu ngày hôm nay đã được định đoạt bằng một khoảnh khắc và Mats Hummels đã xử lý nó một cách xuất sắc. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận chung kết tại Wembley." Theo cập nhật của chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, sau khi trận bán kết với Paris Saint-Germain kết thúc, tiền vệ của Dortmund là Marco Roy đã có những chia sẻ vô cùng xúc động như sau: "Tôi gần như không thể tin là Dortmund đã giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ đến Wembley để chơi trận chung kết. Thật hạnh phúc và vui sướng. Chúng tôi đã trở lại sau hơn 10 năm. Bây giờ chúng tôi phải mang chiếc cúp tai voi này về. Chúng tôi phải biến nó trở thành hiện thực. Đây là thời điểm để Dortmund tỏa sáng. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang chiến thắng về cho câu lạc bộ này." Với bàn thắng vào lưới của Paris Saint-Germain cùng màn trình diễn ổn định, Mats Hummels đã nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Điều đáng nói là ở trận đấu lượt đi thì danh hiệu này cũng thuộc về Mats Hummels. Với vai trò là một trung vệ, Mats Hummels đã trở thành hòn đá tảng đáng tin cậy chắn trước khung gỗ của Kobel. Trung vệ người Đức đã hóa giải nhiều đợt tấn công của Paris Saint-Germain và đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho đại diện nước Đức. Với những gì trung vệ này đã làm được, giải thưởng này cho Mats Hummels là hoàn toàn xứng đáng. Dạng sáng nay chúng ta đã biết được danh tính của đại diện đầu tiên góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League ở năm nay rồi. Tuy nhiên để tạo nên một trận chung kết đỉnh cao thì người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới cần phải chờ đợi thêm vài tiếng nữa để biết được cái tên còn lại là ai trong hai đội bóng cực kỳ sừng sỏ là Real Madrid và Bayern Munich.
trong phần tiếp theo của chương trình Tâm điểm bóng đá ngày 8 tháng 5 hôm nay. Hãy cùng tôi điểm nhanh những khâu chuẩn bị cuối cùng của cả Real và Bayern trong trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới nhé. Cả thế giới đang ngóng chờ màn đối đầu đỉnh cao giữa Real Madrid và Bayern Munich trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League sắp tới, và cá nhân của những người trong cuộc cũng thế. Cách đây vài giờ, phát biểu trước khi trận đấu sinh tử kể trên bắt đầu, huấn luyện viên trưởng của kênh Kền Trắng là Carlo Ancelotti đã có những chia sẻ rất đáng chú ý như sau. Chúng tôi cần phải thật sự tập trung vào lúc này. Tôi biết rằng phong độ của những cầu thủ trong đội đang rất tốt. Tuy nhiên Bayern vẫn là một trong những đối thủ rất mạnh. Chính vì thế, những cầu thủ của Real cần phải hết sức thận trọng. Dù mở đầu buổi họp báo với một tâm thế vô cùng thận trọng, tuy nhiên sau đó Ancelotti lại hào hứng nói thêm: ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Dù vậy, ngay vào lúc này bản thân của tôi vô cùng phấn khích. Chắc chắn là không riêng gì tôi, những cầu thủ trong đội cũng rất hào hứng trước cơ hội góp mặt trong một trận chung kết Champions League một lần nữa. Chính vì thế hãy cùng đợi chờ xem màn trình diễn của chúng tôi vào trận đấu sắp tới nhé. Một Real Madrid với phiên bản tốt nhất của mình sẽ tiếp đón các vị khách ngay tại Santiago Bernabeu đấy. Xuất hiện cùng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong buổi họp báo trước trận đại chiến không khoan nhượng với gã khổng lồ đến từ Đức, hậu vệ kỳ cựu Real Madrid là Dani Carvajal đã có những thông điệp trấn an người hâm mộ đội chủ sân Bernabeu sau khi được một phóng viên dành đến một câu hỏi với nội dung tạm dịch là: liệu rằng kết quả trận đấu sắp tới có bị ảnh hưởng khi trong đội hình của Real có quá nhiều những cầu thủ đã no nề danh hiệu hay không? Đáp lại câu hỏi trên, hậu vệ người Tây Ban Nha chỉ cười và nói rằng: chìa khóa cho mọi thành công chính là sự khao khát chiến thắng. Tôi và những cầu thủ trong đội luôn giữ khao khát danh hiệu trong bất cứ một lúc nào. Bạn biết đấy, đội bóng này đã giành được 14 danh hiệu Champions League rồi. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng bất kỳ một nhân viên nào của đội bóng hay đến những cầu thủ vẫn chưa bao giờ hài lòng về điều đó. Ngày mai tôi cùng những người đồng đội của mình sẽ cùng nhau giành chiến thắng trước Bayern để tiến vào trận chung kết năm nay. Đội bóng này sẽ tiếp tục chiến đấu nhằm mang về thêm cho phòng truyền thống một chức vô địch nữa. Không thể góp mặt trong trận đấu lượt đi trước đó, tuy nhiên trong trận đấu lượt về sắp tới, trung vệ Matthijs de Ligt của Bayern Munich nhiều khả năng sẽ là cái tên được huấn luyện viên Thomas Tuchel tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu thay thế Kim Min-jae, người đã mắc phải sai lầm trong trận đấu trước. Thông tin trên được chính Tuchel tiết lộ trong buổi họp báo trước trận đấu sắp tới. Chiến lược gia người Đức đã phát biểu như sau: Matthijs de Ligt sẽ sẵn sàng thi đấu vào ngày mai, cậu ấy đã khỏe mạnh hoàn toàn. Đây thật sự là một thông tin khiến cho tôi cũng như ban huấn luyện đội bóng cảm thấy tự tin trước trận đấu sắp tới với Real. Bạn biết đấy, trong tay tôi luôn có những trung vệ ổn định, Eric Dier, Upamecano và cả Kim Min-jae nữa. Chính vì thế tôi cùng những người cộng sự của mình sẽ ngồi lại với nhau để tìm kiếm những sự lựa chọn tốt nhất cho trận đấu đầy khó khăn ở Tây Ban Nha. Dù vậy, vào lúc này tôi tin rằng Eric Dier và Matthijs de Ligt sẽ là bộ đôi hoàn hảo cho Bayern vào lúc này. Phát biểu trước chuyến làm khách được dự đoán rằng sẽ vô cùng khó khăn ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu của Real Madrid, thủ thành Manuel Neuer của Hùng xám Bayern Munich đã có những phát biểu đáng chú ý như sau. Tôi hy vọng rằng một kết quả tốt ngay tại Bernabeu sẽ đến với Bayern trong trận đấu sắp tới. Tôi tin rằng đây sẽ là một ngày làm việc cực kỳ vất vả của mình. Tuy nhiên điều quan trọng nhất lúc này chính là một tinh thần thoải mái nhất. Tôi không muốn bất kỳ cầu thủ Bayern Munich nào phạm phải những sai lầm trong trận đấu tới. Đây là một trận đấu đỉnh cao, chính vì thế không được phép có bất kỳ một sai lầm nào được xuất hiện. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại một like, một share để chúng tôi có thêm động lực phát triển kênh trong tương lai. Hành động trên của mình chắc chắn sẽ là món quà đầy trân quý nhất của chúng tôi đấy. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình khác được ekip của tôi sản xuất. Chúc mọi người một ngày làm việc giàu năng lượng và hiệu quả.